Mình đã thử làm chân gà sốt Thái và thành công ngay từ lần đầu tiên. Mọi người hãy lưu vào và thử làm luôn nhé. Ôi chưa làm thì tưởng là khó lắm cơ, nhưng mà làm rồi thì mới biết là rất đơn giản và siêu ngon luôn. Đầu tiên là mình cũng định mua chân gà rút xương sẵn rồi đấy, mà tìm mãi không thấy chỗ nào bán nên là anh phải mua về tự rút. Chân gà thì mọi người nhớ là luộc tầm 5-7 phút thôi vì chân gà nhanh chín lắm. Mình luộc 10 phút lận nên là chân gà nước hết tràn. Lát rút xương là sẽ không được đẹp đâu. Luộc xong thì ướp đá cho chân gà được giòn. Trong khi đó thì mình làm nước sốt luôn nhá, bởi vì nước sốt cũng phải để nguội thì mới ướp được ấy. Cái sốt này thì mình học được ở trên mạng ấy, nhưng mà mình đã thử và ngon đỉnh luôn, không khác gì ngoài hàng. Hành tỏi thì mọi người bắp nhỏ rồi phi lên, sau đó cho sốt vào đun đến khi sốt sánh vào là ok rồi. Tiếp theo là đến tiết mục rút xương chân gà. Khúc này thì đừng bắt nào bảo em sao không đeo găng tay vào nhá, vì lần đầu tiên em rút xương chân gà mà củ khoai củ sắn quá các bác ạ, đeo vào là không rút nổi luôn ấy. Tay thì em cũng đã rửa rất sạch và làm cho toàn người nhà ăn thôi. Bác nào mà ngại khoản rút xương này thì mua luôn chân gà rút xương sẵn cho tiện chế biến. Cuối cùng là cho xoài xanh quất và sả thái mỏng dưới sốt lên là có ngay đĩa chân gà sốt Thái mặn mặn ngọt ngọt cay cay, thêm miếng xoài chua ta nói thèm chảy nước miếng luôn á. À làm xong thì mình có mang xuống xưởng của mẹ mình mời các cô cùng ăn. Đợt này xưởng mẹ mình cũng nhiều việc nên là buổi tối có mấy cô để làm thêm. Các cô ở đây thì vui lắm, bảo sao lần nào bà Su về cũng phải sang xưởng đầu tiên, thuộc cả tên các bà rồi, các bà đón đi chơi còn đi luôn cơ mà. Kiểu này là mẹ lại phải cho Su ở Ba Vì chơi dài dài mất thôi.